Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện hôm nay, chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp của câu chuyện mà ông Tư Che đã gửi về. Câu chuyện xa xưa khá là ly kỳ và hấp dẫn. Thì sau khi xảy qua những cái sự việc từ trước đến giờ ở những tập trước mà các bạn đã nghe, thì ở trong cái phần tập vừa rồi đó, con quỷ ở trong cái mép rừng á, nó rất là lộng và gần như là mỗi đêm nó đều đi ra bên ngoài, hết giả thành người này thì giả thành người khác, từ những người dân địa phương cho đến những người mà đi đến đây để làm cái việc buôn bán. Thì kêu bằng nó gặp ai mà là nó cũng muốn bắt hết. Và thường hay đi ra phía bên ngoài để bắt người. Cái sự việc đó nó cứ vậy mà nó tiếp diễn, nó dây dưa hoài. Nó không có cách nào để giải quyết cả. Dần dà làm cho bà con ở đây thì cái kiểu là bị khiến hay sao thì không biết. Nhưng mà không ai có cái ý định là bỏ xứ đi như hồi trước nữa. Còn những cái người mà đi buôn bán rồi đó, họ lại đây thì họ không có lại nữa. Dần dà thì cái cuộc sống của bà con nó trở nên khổ sở. Và có thể nói cái làng xóm này nó không còn cái vẻ làng quê yên bình như hồi trước nữa. Trời mà nhá nhem tối là cả những bà con ở miết trong nhà, cửa nẻo kín mít hết trơn. Còn ban ngày vào những cái giờ linh á, thì cũng chẳng ai dám đi ra ngoài đường. Không khí nó ngột ngạt, nó khó thở cực kỳ luôn. Đó. Nhưng mà trong cuộc sống á, thì nó hoàn thiện hai cái vấn đề. Thứ nhất là khi có một cái thứ gì đó nó hiện hữu, ma tà này nọ, nó bắt người này nọ mà không có ai có khả năng trị vào thời điểm đó, thì sẽ cái vấn đề thứ hai nó sẽ nảy sinh là sẽ vô duyên hay là hữu duyên thì gì á, thì nó cũng sẽ đến. Và không biết rằng cái đến này nó sẽ trị đi những cái thứ mà bà con ghê sợ nhất thời gian gần đây, tức là con quỷ ở mép rừng. Đó, thì cỡ chừng một năm sau khi mà cái sự việc kinh hoàng đó nó cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, thì hôm đó có một cái ông này á, ông đi tới và ông mặc đồ thì cũng kiểu bình thường đó các bạn. Ông không có mặc đồ đó kiểu là thầy pháp này nọ trơn á, nhưng mà thật ra là ông đã đi tới cái khu vực cái làng này nè, cái xóm này nè, là ông đã quan sát khoảng gần 3 ngày rồi, nhưng mà ông không có cho bà con biết. Rồi đã có lần ông chạm trán với con quỷ đó vào ban đêm rồi, nhưng ông cũng chẳng cho bà con biết luôn. Cho đến sáng của cái ngày thứ tư á, thì ông mới đi vô và ông giới thiệu ông là thầy pháp. Ông này thì độ khoảng chừng là năm mấy gần 60, tóc thì muối tiêu, dốc dáng của ông thì ông hơi lùng lùng. Nhưng mà cái tướng ổng theo kiểu giống như mình dòm vô á, nó hơi bị ốm nha. Kiểu mà nhỏ con đó. Con cái là tay chân hay là cử động của ổng á, nó rất là nhanh nhẹn. Đó, nhưng mà dòm vô người ta nói ông này sao mà giống như cái người mà người dân tộc vậy đó. Đó, thì ổng đi vô rồi á, ổng ăn mặc cũng giống như người kinh mình nha. Cái ổng mới nói là ổng là thầy pháp. Ổng đi qua đây thì ổng gặp ở đây có một con quỷ. Con quỷ này rất là dữ. Mỗi đêm á, nó sẽ đi vào trong làng trong xóm để bắt người. Và những lời ổng nói nó đều trùng khớp với những gì mà bà con đã từng trải qua. Cho nên người ta tin và nói rằng ông thầy này rất là giỏi. Thì thật sự ổng rất là giỏi. Đó, thì bà con người ta mới lại hỏi ổng là thầy ơi, thầy tên gì? Thầy có thể trị được cái con quỷ đó hay không? Thì ổng nói ổng là ông Tư Lam. Thì người ta biết ông là Tư Lam thôi, chứ người ta không biết là rõ ràng quê quán nguồn gốc của ông ở đâu. Bởi vì khi mà hỏi thì ông không có trả lời. Với lại bà con người ta cũng ngại nữa. Thấy cái gương mặt của ông á, con mắt sáng quắc luôn. Nhưng mà những cái nét mặt ở trên người, trên cái khuôn mặt với lại cái tướng tá đó thì nhìn giống người dân tộc. Người ta cũng không có muốn hỏi. Đó, thì ông mới nói như vậy nè. Ông nói bây giờ tôi giúp bà con, tôi giúp cho mọi người ở đây bắt được con quỷ. Nhưng mà con quỷ này nó cũng rất là mạnh. Tôi muốn bắt được nó tôi cũng phải trả giá rất là lớn đó.
Thì bây giờ tôi bắt có điều kiện, tôi không cần bà con đưa tiền bạc gì hết, nhưng mà tôi có cái điều kiện của tôi. Bà con ở đây thì ai nấy đều rất là mừng. Chỉ cần ông bắt được ma tà quỷ thôi thì cái điều kiện ông đưa ra bà con sẽ cố gắng mà hoàn thành cho ông. Đó thì những cái điều kiện của ông đưa ra nó rất là nhẹ nhàng các bạn, không phải là cái gì nó quá, nhưng mà thời điểm đó thôi bà con thấy vậy thôi. Còn sau này á, giống như ông là thầy pháp rồi, có thể là ông tiên đoán hay sao không biết, mà ông dòm trước được hay sao á, thì ông mới nói ra ba cái điều kiện của ông. Ông nói ông không cần tầm tiền bạc gì hết, mà thứ nhất á là phải cho ông một chỗ, một chỗ để ông cất nhà ông sinh sống. Bởi vì ông nói rằng là bây giờ ông gần lớn tuổi, ông gần tới cái ngày mà gần đất xa trời rồi, ông cũng không muốn đi đi đó nữa, sức khỏe không có cho phép ông đi. Và ông xin một chỗ, bà con cho ông một chỗ rồi cất nhà này nọ cho ông để ông có thể ở, và ông sinh sống lại ở đây đó. Thì cái điều kiện này á, nó cũng dễ thôi. Bởi vì sao? Là bởi vì á, vào thời điểm đó thì có những nơi hoang vắng chưa chủ, có thể tới để mà khai phá này nọ, để ở này nọ, thì cũng cái việc đó cũng xảy ra thường. Thì đương nhiên bà con sẽ đồng ý ngay. Và bà con còn mừng hơn nữa là cái điều kiện đầu tiên của ổng là ổng nói ổng sẽ ở, và ở trong cái mép rừng. Có nghĩa là cái đoạn đường mà gần chỗ cây sao á các bạn, giáp với lại cái mép rừng đó, thì ổng sẽ ở ngay vị trí đó. Cái nơi mà bà con sợ nhất và mỗi đêm ám ảnh nhất là cũng bắt nguồn từ cái vị trí đó. Mà bây giờ có một thầy pháp, ông nói là sau này ông diệt con quỷ đó xong rồi á, thì ông sẽ cất cái nhà ở chỗ đó để sinh sống. Thì cái điều đó nó quá tốt rồi, bà con chấp nhận ngay cái điều kiện đầu tiên. Đó thì cái điều kiện thứ hai này ông nói rằng á, là sau này khi mà tôi ở đây thì không ai được phép đi đến đây khi mà chưa được sự chấp nhận của tôi. Thì người ta mới hỏi rõ hơn ý thầy là sao. Thì ông nói là giống như là bây giờ ông ở đó phải không, thì sau này á ông mở đường mở gì đó, ông mướn người ta ha, hay là ông tự bản thân ông làm con đường, tại ông ở trong đó phải có con đường đi ra vô chứ, thì bà con không có được đến gần cái vị trí cái nhà của ông. Thì bà con mới hỏi cụ thể là khoảng bao nhiêu, thì ông nói là cách nhà ông 200 thước thì bà con không được phép canh tác hay làm cái gì ở đó cả. Đó thì cái chuyện thầy bà người ta nhằm khi người ta có làm những cái bùa thuật này nọ để chấn ma trừ tà, người ta không muốn cho những cái người bình thường tiếp cận đến. Và ổng cũng là một cái người từ nơi xa tới, đối với bà con ổng là cái người xa lạ không quen biết, thì ổng có cái sự đề phòng đó cũng là hợp lý thôi. Với lại trong cái khu vực đó ai mà vô gần làm cái gì đó, thì bà con chỉ thấy ngay cái thời điểm đó thôi, bà con mới đồng ý cái điều kiện thứ hai. Và cái điều kiện cuối cùng á là ông nói rằng sau này á ở đây mà có làm một cái gì về cái kiểu mà giống như là kinh tế thì phải cho ông một phần để ông có thể làm kế sinh nhai. Cái bà con mới suy nghĩ là hồi trước bây giờ mình ở đây là tự túc không à, thí dụ như cái bến cái bãi để cho những ghe khác họ tới họ trao đổi hàng hóa, buôn bán hàng hóa này nọ, thì cũng là tự túc lập ra thôi, chứ không có một cái điểm nào mà cố định cả. Mà việc làm ăn của mọi người ở đây chung quy nó nằm vô cái chỗ buôn bán. Bà con ở đây thì trồng trọt những cái thứ này thứ kia, rồi hoặc là đi vào rừng để mà bắt những cái hay là hái những cái nấm này nọ đó, những cái loại thuốc này nọ trong đó để đem ra mà buôn bán. Thì cái việc mà sau này ổng muốn một phần để có thể là buôn bán một cái gì đó thì người ta cũng hiểu được. Ổng về đây ổng dưỡng già rồi, ổng không đi bắt ma bắt quỷ nữa, mà trong vùng này chỉ có con quỷ này thôi, ổng bắt xong rồi thì cũng đâu có ai tới nhờ ổng làm cái việc thầy tà thầy cúng gì đâu. Cho nên á mấy cái việc mà cúng kiến này nọ thì cũng rất là hiếm hoi. Bởi vậy cho ổng một cái nơi để ổng có thể làm một cái việc gì đó, để ổng có cái tiền kinh phí ổng sinh sống, thì cái điều đó nó hết sức là bình thường và nó hợp lý.
Rồi, thấy ba điều kiện của ông thầy này cũng đơn giản thôi. Và những cái điều kiện đó bà con chỉ dòm trong thời điểm đó thì nói là không có vấn đề gì cả, cũng chẳng có tác hại gì cho bà con. Đó, thì mọi người mới đồng ý. Thì khi mà đồng ý xong rồi đó, vào sáng ngày thứ năm thì ông thầy này ông mới dắt mọi người đi vô cây sau. Và ông nói rằng là cho tôi một mớ cây, tôi dựng một cái liều trước đã. Đó, thì ông mới dựng cái liều ở trên đó. Ông dựng cái liều rồi ông mới dặn bà con nè, mấy bữa nữa tôi sẽ làm bùa, tôi làm phép, tôi đấu với con quỷ. Bà con ở trong nhà ai hợp vía, mạng số nó hợp á, nó thấy được cái hình ảnh gì đó thì cũng phải ở yên, không được phép đi ra bên ngoài dù bất cứ lý do gì. Thì cái điều này là hiển nhiên thôi, giờ có kêu người ta ra ta cũng không dám ra nữa. Cái bà con mới đồng ý với ổng. Thì nói chung quy là những cái lúc mà ổng ở đây suốt nửa tháng trời, ông làm bùa làm phép gì không biết à, thì bà con ở đây người ta đem cơm nước cũng như là giống như nuôi ổng đó. Ông không lấy tiền đó, người ta nuôi ổng, người ta cũng cảm ơn ổng rất là nhiều đó. Thì đến khoảng nửa tháng á, ổng mới đi ra, chứ thời điểm đó không ai dám đi vô cho ổng, chứ ổng dặn ban ngày ban đêm được không được đi vô chứ á. Cái ổng mới đi ra, ổng nói với bà con, ổng nói là trong 3 đêm thì tôi sẽ dùng hết sức để tôi chiến đấu với con quỷ này, cho nên là bà con á, nhớ kỹ cái lời tôi dặn họ nửa tháng trước là thấy cái gì á, người hợp số thì mới thấy nha, nhưng mà thấy rồi á là phải yên ở trong nhà, không được phép đi ra bên ngoài đó. Bà con đồng ý đó, thì bắt đầu ổng mới bắt đầu ổng dùng cái bùa thuật của ổng các bạn. Thì cái đêm đầu tiên bà con thấy là ở ngoài đường á, ở ngoài đường bây giờ nghe là không còn thấy con quỷ đó đi tới đi lui nữa, mà thấy một cái giống như là một cái nhóm âm binh của ổng á các bạn, binh mà ổng nuôi đó, ổng giống như là ổng diễn quân vậy đó. Mà ta nói nửa khuya ha, không thấy rõ mặt mày, cũng không thấy hình dáng nó cụ thể ra sao, nhưng mà khi dòm vào thì những người hợp với họ cảm giác được là đây là một cái nhóm âm binh đang đi và đang săn lùng theo kiểu như vậy. Thì đương nhiên mỗi khi mà người ta dòm ra, người thường mà các bạn, nửa đêm nửa hôm mà có một ông thầy pháp cũng về, ông về rồi ông cho âm binh ông đi vòng ngoài đường á, ai mà không sợ đó. Thì đó là đêm đầu tiên. Tới cái đêm thứ hai thì người ta thấy ông thầy ông đi trước, ông thầy Tư Lam này ông đi trước nè, ông đi trước rồi á thì ở phía sau ông á là cũng có những cái hình ảnh mà đêm trước đã thấy. Đồng thời thầy Tư Lam này đi trước là ông cũng cầm mấy cái nói chung là khoảng cách hơi xa, rồi ông lại không cầm đèn nữa, cho nên bà con chỉ thấy là giống như ông vung tay này nọ bùa chú gì đó chứ không thấy rõ là cái gì. Ông cũng diễn mỗi đêm, cái đêm thứ hai đó là ông diễn ông đi đâu cũng 2 vòng như vậy. Thì đến cái đêm thứ ba bà con ở trong đây là không ai thấy gì cả, họ hoàn toàn không thấy gì hết. Chỉ thấy vào khoảng lúc 12 giờ khuya thấy là giống như là một con quỷ nó chạy trước, mà ở sau là cái đám âm binh với ông thầy này ông rượt theo. Chỉ thấy phớt qua vậy thôi là không còn thấy gì cả. Có điều đêm đó những người hợp vía mạng số này nọ đó, mấy cái người mà yếu vía rồi đó, họ nghe nha các bạn, họ nghe những cái tiếng mà giống như là đánh nhau mà chăng chát vậy đó. Con cái là đánh không phải là giống như là đao kiếm chạm nhau hay là cái gì, mà cái kiểu như là những cái âm thanh gào rú rồi gầm rú rồi vang vang trong đêm à. Mà không phải lúc nào nó cũng liên tục, mà nó chỉ là thoáng một cái nó phát lên, một hồi sau thì nó lại hết. Cảnh tượng như là giống như là ở trong nhà thôi là mọi người là lạnh người đổ hết mồ hôi vậy. Thì đến khoảng sáng ngày hôm sau, độ khoảng chừng là 7-8 giờ sáng đó, thì cái ông thầy Tư Lam này ông mới đi ra. Ông đi ra thì cái dáng dốc ông ra bên ngoài nhìn cũng hơi mệt mỏi, và con mắt của ông thì có phần thâm quầng, chắc là những cái đêm gần đây ông không có ngủ à. Thì ông đi ra ông mới nói với bà con vậy, yên tâm hết đi, mọi chuyện là xong xuôi hết rồi đó à, bây giờ tôi là tôi trừ được con quỷ đó rồi, thì bà con phải làm theo những lời đã hứa với tôi.
Đó. Thì bà con nói là thầy ơi, thật sự là thầy trị được con quỷ đó rồi hả? Tôi trị được rồi, mọi thứ đã bình yên trở lại rồi, bà con cứ yên tâm. Thì ba cái điều kiện ông đưa ra nó quá dễ dàng để thực hiện. Bà con chỉ việc cái thời điểm ban đầu giúp ông ta dọn một cái đường để cho ông có thể dễ dàng đi ra đi vô thôi. Bởi vì sao thì ông thầy Tư Lam này vẫn là một cái ông thầy có ơn với bà con lối xóm. Sau đó mới chung tay với nhau đốn đổ cây sao theo lời của ông thầy, rồi dùng gỗ của cây sao để mà cất cho ông thầy này một cái nhà. Thì đương nhiên cách thức cắt nhà cũng như là hướng nhà quay về đâu về đâu về đâu thì đều do ông thầy này ông quyết định cả. Nhà ông ở mà, ông muốn quay hướng nào tùy ông. Bà con chỉ là cắt theo thôi. Thì khi mà cắt á, người ta cũng thấy có cái điều hơi lạ. Thì cái chung vi cái nhà này thì bảo không có nói dòng dài, chỉ là diễn tả như thế này để bà con có mọi người có thể hiểu nè. Thì khi mà cái nhà này nó quay thì nó không phải quay ra cái hướng ngoài hướng trong gì cả, mà nó lại quay vào cái hướng trong mép rừng. Và ở hai bên cái nhà đó, có nghĩa là ba vách còn lại, ví dụ như cái nhà bốn vách đi, thì cái cửa đầu tiên, cái vách đầu á, thì ông quay cái cửa vô trong cái chỗ cái mép rừng. Còn ba cái vách trái phải và phía sau là ông bít bùng hết. Mà nó lạ một điều nữa là, thí dụ như á, nhà cửa người ta cất á, thì người ta phải cất là cái cửa chính á, nó phải cao, cái nóc ở về trước á, nó phải cao lên, rồi cái bếp thì nó thấp dần xuống. Đó là cái phong cách cắt nhà của bà con mình xưa giờ. Còn cái ông này ông cắt thì nó hơi lạ lạ chút xíu, là cái nóc ở phía sau á, bếp rồi đó, nó cao và nó thấp ngược trở lại. Có nghĩa là nó ngược lại với cái mái của bà con mình hay cất. Có nghĩa là ở bên ngoài á, nhưng mà cắt như thế này á, thì khi mà các bạn dòm, thậm chí là các bạn đi lại gần khoảng cách chừng 5-60 thước, 3-40 thước á, mà nếu như ông sụp cái cửa trước xuống, cái cửa trước nó thấp, ông sụp xuống một cái là các bạn không thấy được cái gì bên trong. Nhưng nếu từ bên trong nhìn qua những cái kẽ hở hay hoặc những cái lỗ nhỏ mà ông tự ông thiết kế gì đó ha, là ông có thể dễ dàng dòm được phía bên ngoài. Và đồng thời thì khi đó ông cũng trồng những cái cây xung quanh nhà ông, làm cho cái chỗ, cái tầm nhìn để mà nhìn vào trong nhà nó càng hạn chế thêm mấy phần. Cái bà con ở đây thì người ta cắt thì cắt theo ý ông mà. Thì những người thợ mà ta cắt nhà ta nói, ủa sao ông này ông cắt lạ vậy? Nhưng mà người ta cũng không có dám hỏi. Một phần vì ông là thầy Pháp, một phần người ta cũng suy đoán ông là cái người dân tộc, có lẽ là cái phong tục hay là cái cách sống ở trong nhà như thế. Cho nên là hồi trước giờ ông quen rồi, dẫu sao không buông được cái tập tục đó, người ta cắt theo và không nghĩ gì cả. Thì sau khi mà cất được cái nhà cho ổng rồi, dù là không cần đền tiền bạc gì để mà đưa cho ổng, trả cái công cho ổng là giúp đỡ bà con diệt trừ cái con quỷ, cái mối tai họa lớn nhất, thì không biết là ổng diệt như thế nào, nhưng mà chỉ là dòm vô thấy vậy thôi, hỏi ổng đâu có nói, mà ai đâu mà dám hỏi. Ổng đã là người ơn rồi, mà bà con ở đây người ta lại quý nữa. Ta quý mấy cái người mà hết lòng, giống như hồi trước có những ông thầy Pháp cũng hết lòng, ông vì bà con nè, rồi ông hy sinh mạng sống đối với con quỷ đó cũng khá là nhiều rồi. Cho nên người ta có giống như là hình thành một cái tâm lý rồi rất là quý những ông thầy Pháp. Đó, thì bởi vậy mới đưa đến ổng, nhà ổng những cái dụng cụ cần thiết. Thì ổng cũng nhận. Nhưng lúc đó bà con không biết là có những thứ ổng không nhận. Những cái bộ dương rồi đó là không có nhận. Ví dụ vậy, các bạn cứ hiểu đơn giản vậy đi, để mình giải thích thì nó dòng dài quá. Nghĩa là những thứ mà ảnh hưởng đến vong linh hồn phách này nọ đó nha, là ông không nhận, ông nói đem về. Còn những cái thứ mà khác thì ông nhận, có nghĩa là âm ông nhận mà dương không nhận, kiểu vậy đó. Thì ông nhận, mà bà con thì bình thường nó có biết, thì nghĩ là thầy này ông không có xài những thứ đó, ông không có dùng những cái thứ đó thì ông trả lại thôi. Đó, chính vì vậy mà bà con người ta lại càng quý ông thêm. Đó, thì những thứ vật dụng cần thiết trong nhà, thậm chí là cây cối ông trồng xung quanh này nọ, thì bà con thời gian đầu đến, nhưng mà khoảng chừng một tháng mấy sau á, thì mà ông không cho đến nữa. Và ông nói là bà con đã hoàn thành cái điều kiện thứ nhất của tôi, là cất cho tôi một cái nhà và cho tôi một khoảng đất ở đây. Đó, thì sau này bà con cũng phải nhớ là
Cái điều kiện thứ hai là không được phép lại gần. Và cái điều kiện thứ ba là lỡ như chỗ này mà có một cái việc mần ăn gì đó, phải cho tôi một chân để tôi mần ăn, tôi kiếm tiền, tôi sinh sống. Đó. Cái bà con ở đây thì đương nhiên người ta là nghĩ trời nó quá đơn giản, không có cái gì mà cản trở hay không có cái gì mà khó khăn cả, đồng ý ngay. Thì ông ở đó được khoảng chừng là 2 năm nha các bạn. Ông ở được 2 năm ở đó. Thì cái việc ông thầy này ở đó 2 năm, người ta cũng thấy ổng chứ không phải là không thấy. Nhưng mà hầu như kiểu một tháng á, ổng chỉ đi ra ngoài, ổng mua đồ khoảng chừng 4 lần. Nghĩ giống như là một kiểu đơn giản một tuần ổng đi một lần vậy đó. Mà các bạn biết rồi, bà con người ta đã quý ổng rồi mà người ta nghĩ là ổng ở ổng về đây, ổng ở ổng sinh sống sau này cũng là bà con lối xóm thôi. Mặc dù ổng không cho tiếp cận gần thì chắc là có nguyên nhân gì đó của ổng. Nhưng mà ổng đi ra ngoài thì ổng vẫn nói chuyện một cách hết sức là bình thường với bà con. Thì mỗi lần ông đi mua đồ vậy á, mua một lần trên một tuần thì khả năng là một người như ổng á, tuy là ổng ở mình nhưng mà cũng mua cũng nhiều đồ đạc lắm. Thì bà con á biết rằng một mình ổng khiêng chứ đâu nói nổi đó, thì người ta mới xúm nhau lại để mà phụ giúp ổng những cái việc đó. Có nghĩa là ổng tuy quyền bí ở trong nhà nhưng khi bước ra bên ngoài vẫn nói chuyện một cách hết sức là bình thường với bà con. Thì sau 2 năm trời á, thì nó ngặt cái, nó xảy ra một cái trường hợp như thế này nè các bạn. Có nghĩa là cái chỗ này là một cái chỗ mà những người ở xa đó, người ta rất muốn đến để mà buôn bán hàng hóa và trao đổi ở đây để đem đi xứ khác buôn bán, nó có lợi rất là nhiều. Cho nên là những cái ghe buôn họ rất là thích đến chỗ này, và coi như đây là một cái điểm để cho họ có thể phát triển và làm được lợi nhuận rất là cao. Đó, cái người ta lúc đó người ta sợ là bởi vì ở đây có con quỷ. Rồi thời gian tiếp đó bà con cũng nói ra là chỗ tôi là hết rồi, có ông thầy ông giỏi lắm, ông hay lắm, ông làm này làm kia, ông bắt được con quỷ rồi. Nhưng mà dẫu sao người ta cũng sợ, phải đến thời gian khoảng 2 năm sau thì người ta mới chắc chắn. Có nghĩa là trước đó người ta cũng đã tới rồi, người ta tới rồi nha. Nhưng mà người ta tới theo kiểu là vừa buôn bán mà cũng vừa để dò xét tình hình coi làm sao, chứ họ hoàn toàn không chắc chắn để mà dám ở lại qua ngày cả tuần, cả 3-4 ngày, 5-6 ngày như hồi trước, đâu có dám. Thì dần dần á, họ xem xét và biết được rằng là mọi thứ bà con nói đều đúng, con quỷ bây giờ không còn tồn tại rồi. Đó, thì lúc đó họ mới đến đây để mà tiếp tục làm ăn. Thì các bạn biết rồi, cái vị trí hồi trước ở chỗ này á, ngoài mé sông hay là cái hướng đi con đường tắt, là cái chỗ mà chẳng ai dám qua lại. Cho nên là khi đó người ta mới lập ra một cái bến thì nó cũng cách cho nó ra, mặc dù nó rất là rộng, nó rất là thuận tiện, tại nó gần mép rừng đó mà. Nhưng mà người ta đậu ghe và bến bãi này nọ đó, người ta đâu có dám để gần. Nhưng sau này khi mà ông thầy ông về khoảng 2 năm trời đó, thì có lúc ông đi ông nhờ người ta, có lúc ông mướn ông thuê người ta, mở chỗ đó nó rộng ra. Đó, thì bây giờ là không còn quỷ, không còn cái chuyện tâm linh nữa rồi, mà để chọn một vị trí thuận tiện và tốt nhất thì nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí từ cái nhà của ông thầy, ngay ra phía ngoài sông ngoài đây. Tuy là nó cách cỡ gần một cây số nhưng người ta sẽ chọn cái vị trí đó là thuận tiện nhất. Đó, thì lúc này ông thầy này mới đi ra nói với bà con là hồi trước bà con có hứa với tôi là cái điều kiện thứ ba, cho tôi một chân để tôi có thể là mần ăn sinh sống, tôi nuôi cái quãng đời còn lại của mình. Thì bây giờ bà con phải thực hiện lời nói đó. Thì bà con ở đây suy nghĩ, hồi trước tới bây giờ chỗ đó đâu có làm cái gì đâu, mà bây giờ cái sức của ông thầy ông về ông khai phá này nọ đó, ông bỏ tiền bỏ bạc của ông tích góp hồi đời nào đó, ông làm thầy pháp ông tích góp rồi ông bỏ ra để ông thuê người này ông thuê người kia, mở cái đường nó rộng ra, rồi bây giờ bà con người ta ở xa người ta lợi tới buôn bán, cái đó thì cũng bình thường thôi, đó là công sức của ông. Nhưng mà bà con không biết được rằng ông đã dự tính trước cái điều đó. Nhưng mà dù cho ông dự tính trước cái điều đó đi, thì cái đó cũng là cái việc ông nhìn xa trông rộng.
Ông nhìn xa trông rộng được thì cái thành quả ông hưởng thôi. Bà con hứa thì phải làm. Là thì bà con mới nói rồi rồi rồi, thầy cứ cái bến chỗ đó đó là bây giờ nó hiển nhiên nó mọc lên rồi. Rồi cho nên bây giờ á thầy có quyền ở chỗ đó. Rồi bà con tới đó buôn bán với lại những cái ghe buôn thì cái phí mà họ trả cho đậu ghe hay là cái này cái nọ đó, nói chung là những thứ linh tinh đó đó, thì thầy sẽ có quyền thu những cái thứ đó. Kể cả bà con đem đến cái bãi đó, có như là người ta nói là cái bãi đó là cái bãi của ông thầy tự làm này luôn rồi đó. Đó thì ông nói rồi, vậy là bà con giữ chữ tín đồng ý. À, từ nay á, tôi không đâu kéo ghe xuồng ai cả. Nhưng mà ai đậu đây thì đậu, còn đậu mấy chỗ cũ thì đậu. Đậu mấy chỗ cũ thì tôi đâu có thu được của bà con. À, thì cái này cũng hết sức bình thường thôi. Nhưng mà các bạn biết rồi, bà con thì lúc đó ở trong cái xóm này thì cũng rất là ít. Nhưng mà trong xong 2 năm nay á là không còn quỷ rồi. Bà con ở xứ khác, hoặc lúc mà họ bỏ đi đó thì họ cũng kéo về. Rồi lần lượt những cái người ở gần gần hay hoặc là cái khu vực cách cách xa rồi này nọ đó, họ thấy chỗ này là một cái điểm để có thể là sinh sống mà ăn được, chứ người ta tới người ta khai phá để người ta ở. Chỉ có đặc biệt một điều á, họ ở đông rồi nhưng mà không có ở gần cái vị trí của ông thầy được, bởi vì bà con bản gốc ở đây người ta nói rồi, mấy người tới mấy người ở ở chợ, nhưng mà chỗ đó là hồi trước bà con ở đây là người ta mang cái ơn của ông thầy trả cho ổng là không có được ở gần ổng cỡ 200 thước đó. Thì cái vị trí nhà của ổng bây giờ 2 năm nay rồi, các bạn đứng cách 15-20 thước chưa chắc các bạn dòm được cái nhà đó. Cây cối nó che tựa lưa ở trên rồi đó, mà dòm đừng nói là hồng mà dòm được bên trong, chứ đừng nói là 200 thước đó. Thì bà con xứ xa người ta cũng chịu có nơi ở mà ăn này nọ là người ta mừng lắm rồi đó. Thì sau đó ổng mới tiếp tục cái công việc của ổng, là ổng cũng thu vậy thôi, cũng bình thường. Nhưng mà ghe cộ các bạn, bà con đây thật thà, họ đâu có nhìn ra được những cái hay của những cái việc mà buôn bán. Đối với những bà con đi ghe này nọ đó thì họ chọn cái chỗ đó nó tốt hơn. Cái chỗ của ông thầy mới này nè nó tốt hơn, bởi vì chỗ đó nó rộng, và hồi trước á đất nó rộng ở trên rồi nó rộng luôn cả cái mép sông ở dưới, mà ghe xuồng thì họ cần chỗ rộng để có thể khuân vác dễ dàng, rồi quay ghe này nọ chạy đi này nọ nó dễ dàng, thì họ rất là thích, nó thuận tiện đó. Thì lúc đó cái bến của cái ông thầy Tư Lam này nó lại đảm bảo hết những cái điều đó. Ghe xuồng này nó người ta tấp nằm, người ta lại đậu cho đó không, cái bến cũ người ta không đậu nữa, chỉ có những ghe đến sau đến chởi mới ở đó thôi, và không có đáng kể nó. Thì thành ra đó chỉ sau khoảng một năm thì ông thầy Tư Lam này á, có thể nói là của ổng á là giàu nhất ở trong cái vùng này, thậm chí tới cái vùng lân cận, rất là giàu. Giàu là gì? Ông thu được những cái thứ, cái số tiền mà bà con khuân vác là thành tiền của ghe buôn họ tới là họ đóng cho ổng, rồi bà con ở đây đem lại cái bến của ổng để buôn bán này nó cũng đóng cho ổng. Rồi ổng lại là một ông thầy pháp giỏi, ông dòm lên cái ông chủ ghe này, ông dòm chủ ghe kia, ơi ông đi chỗ này ông gặp vong nha, ông đi chỗ kia ông bị thấy vong nha, tôi đoán vậy 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 đó. Mà ông thầy pháp giỏi, ông nói chính xác. Thì đương nhiên đâu phải là mấy cái người mà người ta chạy ghe đến đây, người ta chỉ ghê đến đây người ta về nhà đâu, đâu có các bạn. Người ta lên đây xong người ta đi lên những cái vùng khác, những cái bến khác người ta đậu, rồi người ta bán một mớ hàng hóa, rồi người ta lại qua cái bến khác người ta đậu, người ta bán một mớ hàng hóa. Thì hồi trước mà cái thời điểm đó thì ma cỏ nó nhiều à, thì ghe này nọ họ đi xa này nọ luôn luôn là có xin bùa của thầy pháp nha. Nhưng mà con cái á cũng có những cái vong nó dữ hơn, bùa đó là làm không lợi đó. Cái người ta mới gặp những cái hiện tượng tâm linh đó, gặp cái hiện tượng tâm linh. Mà khi mà đến đây buôn bán ổng chỉ cần đi ra này nọ thôi, ổng thu cái phí đó xong rồi cái ổng đi ông dòm người này dòm người kia, thì mấy cái người mà bị ma nhát thì trên người hay có cái những cái gì đó ông thầy pháp không biết mà đó. Thì ông lại ông nói như vậy thì lớp nào người ta lại đưa tiền cho ổng nhờ ổng là ông nói quá đúng rồi, không gặp là mới gặp mà ông biết là chính xác cái vị trí là mình bị nhát sao là ông nói nghe, ông nói hồi lội ra trơn, người ta biết ông giỏi rồi. Mà cái biểu đi buôn đi bán này gia chạm với tâm linh hoài, mà gặp thầy pháp giỏi thì đường nào mà không kính trọng ổng, mà đường nào mà không gửi tiền bạc cho ổng đó. Thì chỉ dần sau dần một năm thôi thì ổng kêu bằng là của cải, là kêu bằng là nhất ở đây rồi đó.
Đó, thì sau đó rồi đó nghe các bạn, cái lòng tham của con người á, nó không có có dừng lại ở đó. Sau này bà con mới biết, nhưng mà bảo thì bảo kể luôn để mọi người dễ dễ hiểu câu chuyện hơn, chứ mất công phải suy ngẫm này nọ nó lu bu. Bởi vì những cái chuyện truyền miệng mà mình kể sao cho dễ hiểu nhất. Đó, thì cái lúc đó cái bà con không biết á, là cái ông thầy này nè, ban đầu ông chỉ nghĩ là, cũng nghĩ là ông dưỡng già đó, ông cũng chỉ nghĩ là ông dưỡng già đó thôi. Và ba cái điều kiện mà ông đưa ra đó, tuy là ông không thành thật nói từ ban đầu, không có nói ra cái ý định của ông, về ông biết trước là chỗ này là sau này mà chuyện quỷ này xong rồi nè, là sau này bà con tới buôn bán này nọ mà dựa trên những cái này thế nào người ta cũng tới đông. Ông không nói ra những ý định đó của ông, ông đặt ra ba điều kiện vậy thôi. Nhưng mà dẫu sao ông là người mà thông minh, ông tầm nhìn xa trông rộng này nọ, thì cái việc đó ông làm được thì ông hưởng. Và ông nghĩ rằng là mình ở đây dưỡng cái già, sống cuộc sống sung túc thôi. Còn cái khi mà có một rồi, nó nhân lên hai rồi, nó nhân lên ba, lên năm rồi, thì lúc đó cái tham vọng cũng từ đó mà nó leo thang. Thì cái ông thầy Tư Lam này, ông không dừng lại ở cái, giống như là cuộc đời dài để mai đó của ổng bây giờ là quá ổn định rồi. Ổng chỉ cần hưởng phước thôi, và còn được cả bà con kính trọng. Mặc dù là hồi trước ổng có cái phần giấu giếm bà con, nhưng mà dẫu sao thì ổng quá tham. Chính vì tham lam quá, ổng mới làm ra những cái chuyện mà khiến cho bà con hay là này nọ, người ở xa, người ở gần, ở tới, họ tấp nập tới gì là cũng bị ổng môi sạch. Ông cho mấy cái đám âm binh của ổng á là đi ra bên ngoài phá người này, phá người kia. Nhưng mà ổng hay lắm nha, ổng không cho phá gần cái khu vực của ổng, ổng cho phá chỗ khác. Thì những người đó biết ổng là thầy giỏi mà, người ta bị tâm linh ta chạy là ổng, chạy lại ổng thì ổng trị, ổng trị xong thì ổng cứ thời gian là ổng bị cái chỗ khác. Rồi tiền cối này nọ ổng gom, ổng góp hết. À, rồi những người mà cứng đầu á thì ông cho giông dữ, còn mấy cái người mà sợ thì ông cho mấy cái giông bình thường. Nhưng mà khao binh ông cũng phải là tổn hao cái sức lực của ông, chứ không phải chơi đó. Thì thật ra cái con quỷ á các bạn, con quỷ mà hồi trước á ông nói là ông diệt rồi đó, không, ông bắt ông nhốt lại rồi chứ không có diệt. Và ông luyện nó, ông luyện nó thì cái có khả năng là thời gian ban đầu á, ông chỉ nghĩ là luyện nó là như là một cái gì đó để ông có thể bảo được cái vệ cho bản thân. Ừ, có nhiều cái gì dự phòng, tại vì hồi trước nào giờ ông cũng đi đây đó này đó, thì cái chuyện mà có thầy pháp đấu nhau hay này nọ là cũng kiểu mà giống như có kẻ thù đó thì có, chứ không phải không có. Cho nên là ông sử dụng một cái biện pháp dự phòng để có thể là tự bảo vệ mình. Nhưng mà sau này ông lại dùng đó làm cái dụng cụ, cái công cụ để ông có thể chấn nhiếp những công thầy pháp khác. Bởi vì sao? Bởi vì nhầm khi sau này ông đã tham vọng rồi thì ông đâu còn như hồi trước mà, thí dụ như qua trị này nọ tôi lấy tiền ít, không, lấy là phải lấy nhiều. Thì những người nhầm khi người ta tốn kém quá, người ta chịu không nổi, người ta đi nhờ những công thầy pháp khác yếu hơn. Mấy ông thầy pháp đó nội là đấu với cái đám âm binh của ông thôi á là đủ mệt rồi, mà bây giờ ông còn sai cả con quỷ mà hồi trước ông bắt, thì mấy người này làm gì mà có khả năng mà chống nổi. Đó là ông không chơi toàn diện cái khu vực đó hết, gần lân cận này nọ là ông dữ dằn lắm. Tiền của rồi bùa phép rồi âm binh của ông gì ta nói nghe, ông làm không ông thầy nào mà dám ở gần nữa, ta sợ người ta đi. Bởi vì ông đã biết, ông đưa âm binh này nọ, ông đưa quỷ đồ tới chấn nhiếp mấy ông thầy này, thì mấy ông thầy này thừa hiểu rồi, nói ra chết liền, đâu dám. Thì cũng như câu nói hồi trước, những thầy pháp, những cái dòng quỷ này nọ đó, nó xuất hiện mà nó làm hại bà con này nọ thì có người tới trị, khổ sở thời gian cũng phải có người tới trị. Thì cái ông thầy pháp, ông bá đạo, ông Tư Lam này, ông cứ làm chuyện này, ông làm chuyện kia suốt, sau đó dài 3 năm rồi người ta nói bà con đây khổ sở cũng vì ông không. Nhưng mà chẳng ai dám lên tiếng quán trách. Hồi trước á là có con quỷ nó hoành hành, thì người ta còn có thể là ban ngày người ta đi màng, ban đêm người ta ở núp ở trong nhà, người ta không bước ra, nhưng mà người ta vẫn tay làm hàm nhai vào ban ngày được. Còn cái họa của một con người
như ông thầy Tư Lam này mất đi cái lương tâm và làm những cái điều vì cái tham vọng của ông, vì cái lòng tham của ông, thì ban ngày ban đêm gì vẫn đi ra bên ngoài được, nhưng những thứ họ vất vả làm được đều phải đổ về cho ông thầy này. Các bạn nghĩ coi làm sao con quỷ mình còn tránh được, mình còn ban đêm ban hôm mình không ra được. Còn ông là người, ông biết được bà con là đi giờ nào màng mụn làm sao, ông này đắc ở đâu, ông kia đắc ở chỗ nào, làm cái gì, cái gì, cái gì, thì âm binh nó cũng sai đi, không có đường nào thoát hết. Bởi vì nhiều khi ma quỷ tránh được, chứ lòng người tránh khó lắm. Thì cứ như vậy, mà tính từ khi mà ông trở nên là tham vọng này nọ đó, suốt khoảng là 3 năm, thì lúc đó ông cũng cỡ là 65, 66 rồi. Cái bà con ở đây là dần dần họ cũng có thể nhận ra. Ban đầu thì không dám nghĩ, không dám nhận ra, nhưng mà bây giờ là có lẽ phần nào đó 10 phần chứ họ đã nhận ra khoảng là 6 7 phần là cái ông thầy này ông làm chứ không ai chứ. Nhưng mà nói là chẳng dám nói. Thì đương nhiên có những cái trường hợp mà nhiều khi cứ muốn suy nghĩ nói ra rồi ông bắt ông binh hành cho mà kêu bằng câm điếc khùng điên luôn. Thì đâu còn ai dám nói các bạn. Có một cái hồi trước con quỷ nó hoành hành, thầy pháp làm Tư Lam tới ông trị được. Bao nhiêu thầy chết rồi tên Tư Lam tới ông trị được. Thì bây giờ tới ông Tư Lam ông hoành hành à. Hiển nhiên các bạn, định luật á, cuộc sống này nó vậy đó. Cũng có người khác tới và trị ông. Thì cái hôm đó đó, có một cái ông thầy. Ông thầy này thì khoảng chừng 60, còn trẻ hơn thầy Tư Lam. Ông này thì mặc đồ thực pháp và ông dẫn theo người đệ tử. Ông mặc đồ thầy pháp nha, ông đi về theo người đệ tử đó. Thì cái bữa đó ông chỉ là đi ngang và không phải ông đi chính vào con đường này, và ông chỉ biết là cái đoạn đường này là có rất là nhiều ghe buôn họ tới, thì mình cần đi đến đó, thì mình chỉ cần là đợi chờ những ghe buôn đó họ sáng họ thức dậy và họ làm việc này nọ đó, mình sẽ đi xuống hỏi. Đi xuống để hỏi xem là mấy chú là đi hướng đó là cho tôi qua giang à, hoặc là họ trả một ít tiền để được đi. Thì cái dự định ban đầu của cái ông thầy này ông chỉ là như vậy thôi, hai thầy trò đi vậy đó. Có điều thầy pháp giỏi mà các bạn, mà cái việc mà ông Tư Lam á, ông hoành hành ở đây á, âm binh ổng bây giờ ổng đâu còn kiên kỵ gì nữa đâu. Đêm nào ông cũng sai kêu bằng ông đứng là kêu bằng chỗ nào không có âm binh ổng chứ. Ông thầy này ông tới, ông vô tình ông thấy. Ông thấy thì ban đầu ông đợi đó, ông coi sao tình hình sao. Thì ông thấy lạ là âm binh thì cái kiểu giống như là thầy pháp người ta biết, vong hồn bình thường. Nó chú ngụ ở đâu á, nó khác với lại âm binh được sai khiến. Thầy pháp này ông cũng giỏi, ông giờ ông vô ông biết liền. Thì chính vì ông thấy là trong cái xóm chợm này, nhất là những cái địa điểm mà giao thương như thế này nè, thì nó âm binh của ông nhiều. À, người ta mới là ông thầy này ông đặt cái nghi vấn. Đặt cái nghi vấn liền. Ông nói là không bao giờ mà nó đơn giản vậy được, phải có cái gì đó. Chứ sao mà nó như vậy? Thì ông không chỉ liền nha. Rồi kêu bằng là ông cởi đồ thầy pháp ra luôn. Ông mặc cái đồ bình thường. À, rồi ông đợi cho trời gần sáng ông mới đi vô. Ông đi vô thì kiểu như ông cũng giả da như là một cái người mà mua bán bình thường thôi. Giống như cái người đi đường rồi đi tới rồi tôi mua bán này nọ nè, bán cho tôi cái đó, hai thầy trò tôi đi ăn dọc đường các kiểu như vậy đó. Thì ông mới để ý, và lúc đó ông thấy được ông thầy Tư Lam. Thấy ông thầy Tư Lam là kiểu mà biết rồi. Nhưng mà do là ông Tư Lam á, có thể nếu như cái thời gian đầu á nha, thì có lẽ là ông sẽ để ý người lạ. Với cái tâm trí của ông là thế nào cũng để ý người lạ, và ông dòm người nào có thể là ông nhận biết ông thầy này là thầy pháp. Nhưng mà thời gian á, ông đang ở trên cái đỉnh cao của cái danh vọng của ông rồi. Và bà con trong đây, thậm chí là những cái người mà buôn bán thì nó có tới là khá là đông. Cái việc mà có người mới tới là cái chuyện bình thường. Giống như kiểu mà ông tự kêu á, tao hoa chống nổi ông. Thầy pháp gần đấy nó ông làm một cái là kêu bằng bỏ xứ đi trơn, mà đâu có ai mà chống nổi ông đâu. Cho nên cái kiểu mà tự cao ngạo mạn lên rồi. Cho nên là bây giờ ông không thấy. Và khi mà ông không thấy rồi đó,
mà ông đã tự cao rồi, ta đây là giỏi giang rồi, thì những cái việc ông làm khiến cho cái ông thầy mới này nè với lại đệ tử của ông á, thì hai người mới để ý được. Tại ông đâu có để ý tôi đâu, mà tôi để ý ông nè. Đó, mà ông là tự cao ngạo mạn, không có ai da gì cho ban ngày ban mặt gì đó, ông cũng bùa chú, ông bắt ăn, ông làm tùm lum hết trơn, thì đương nhiên thầy này ông thấy. À, ông thấy rồi ông làm bộ như không thấy nha, ông cứ đi lại, ông quan sát tỉ mỉ, cuối cùng thì ông biết cái đám âm binh này là do ông thầy này ông phát ra nè. Đó thì ông mới làm bộ ông đi, ông đi ông hỏi bà con, ông hỏi là cái ông đó là ông nào mà sao thấy ông vô ông ai cũng kính nể ông này nọ, mà nhà cửa ông ở đâu, ông là trưởng làng trưởng xóm hay là sao. À, thì bà con người ta mới nói chú ở xa tới chú không biết, ông đó là thầy Tư Lam á, nhà ông trong đó đó. À, thì người ta chỉ vậy thôi, người ta không có dám nói nhiều, bởi vì bây giờ là người ta ghét ông rồi, ta biết ông là cái việc tâm linh là chắc ông chứ không ai chứ. Cái ông này á, ông thầy này ông cũng chưa có làm gì các bạn, ông ở đó 3 ngày mà ông làm bộ ông đi theo kiểu là mấy cái ghe mới đồ ha, ông chặn ở đầu của đằng kia, ông đi theo ghe đó, ông hỏi cái ghe nào mà đi cỡ mà 3 ngày 4-5 ngày vậy ha, cái ông là đi theo, ông cũng mặc đồ bình thường vậy, ông nói bây giờ tôi không có tiền, thầy trò tôi cũng khổ, bây giờ giống như là cũng nói là chú cháu tôi vậy đó cũng khổ, bây giờ chủ ghe thương tình á thì cho hai chú cháu tôi là lên ghe, nhưng mà cái việc này ông làm là khoảng sang tháng sau mới làm nha các bạn, giống như là đâu ai nhớ mặt mấy hai thầy trò ông đâu. Nó thì cỡ tháng sau đó ông mới đảo lợi rồi, ông làm như kiểu là cái người mà đi lỡ đường rồi hết tiền hết bạc á, ông mới đón ở trước cái cỡ mấy cái số, ông đón thì ông hỏi thăm được cái ghe đó thấy ông tội nghiệp đi. Ừ, người này cũng lớn tuổi mà thằng cháu của ổng thì cũng vô cũng không có nghề nghiệp gì mà tha phương cầu thực như thế này á, thì thôi bây giờ tôi ở là đây 3-4-5 ngày gì đó, thì tôi cho hai chú cháu lên trên ghe của tôi phụ giúp với tôi trả tiền tôi nuôi cơm cho. À, cái cuối cùng thì chịu, cái người đó chịu chấp nhận cho hai thầy trò đi lên ghe, thì hai ông mới lên ghe đi tới, thì cái bà con đây dòm vô cũng đâu có ai phát hiện được, dùng ngày này nào cũng ghe cổ tới hà rầm vậy, rồi người mới tới hà rầm ai mà để ý một cái người xa lạ mà tháng mấy trước mới gặp mà nói chuyện mấy tiếng đó, thì ông cũng tới là cũng làm việc cũng khuân vác này nọ bình thường vậy đó các bạn. Đó, 2 ngày trời cũng vậy, thì có nghĩa là ông lên trên đó ông thấy trơn rồi, ông điều tra dữ lắm rồi, ông biết rồi. Thì tới cái đêm thứ ba đó là hai thầy trò đi lên các bạn, đi lên và tìm một cái người ở gần đó, như mấy ngày nay nào quen biết ông nào ở trong xóm chợm này là cái người mà tốt, cái người nào mà giống như hồi trước không có ông thầy Tư Lam này, là mấy người này là mấy cái người mà đứng đầu xóm chợm ha. Ông Lợi ông nói liền, ông canh ông Lợi ông nói đó, thì âm binh của ông thầy Tư Lam đâu phải lúc nào cũng phải đi theo mà canh mấy người đó, thì ông giờ ông lúc không có là ông đi à. À, ông đi là ông nói là tôi nói cho bà con nghe là bà con bị cái ông đó đó, ông làm bùa phép, ông có cái đám âm binh đó, phá bà con xong là dữ lắm á nha. Bà con ở đây mới hỏi ông là sao mà ông biết, ông ở đâu từ đâu tới này nọ, thì ông mới bước ra ông làm, nói chung là ông bắt ấn làm bùa, ông làm mà bà con cho bà con thấy những cái bùa chú nó mà thường ngày bà con đâu có thấy được, giống như ông vô làm ông cho dông xuất hiện mà trước, ông cho dông nó dung lắc cây cối này nọ rồi này nọ, bà con mới giật mình mới biết ông thầy pháp, thì hỏi là thầy ơi bây giờ là bây giờ tính sao thầy, thì bà con mới kể lại cho ông nghe là hồi trước sao bà con thì không biết, nhưng mà ông thầy này ông nghe tới đâu là ông hiểu tới đó. Ông nói rồi vậy là tôi đoán á là ông thầy này con quỷ hồi trước ông không có bắt đâu, tại vì tôi cũng đi đến nhà ổng, bà con dòm vô thì không có dòm chỗ được cái trong nhà, mà tôi cũng không có dòm chỗ được trong nhà nữa, nhưng mắt của tôi là mắt thầy pháp, tôi dòm vô tôi thấy trong có quỷ ở trong, là chắc là ổng bắt ổng nuôi trong nhà đó, bởi vì bà con đâu có tới gần mà dòm thấy được cái gì đâu, ổng cấm bà con tới gần là ổng tránh những cái trường hợp mà ngoài dự tính đó, đó kiểu vậy đó. Cái ông nói là bây giờ nó như vậy rồi, nhưng mà tôi tới tôi nói với bà con á là để cho bà con biết và làm chứng cho tôi. À, thì bà con mới hỏi giờ thầy biết vậy rồi thầy tính sao, thì ông mới nói cái đám âm binh đó thì thật ra đó là bây giờ có đánh đuổi nó cũng không có làm được gì được nó, quan trọng là ổng thôi,
Thì tối đêm đó ông đi liền các bạn. Ông nói bây giờ bà con cứ ở đây để cho đệ tử tôi đi theo, mà đấu tôi đấu không à. Tới mà khoảng khuya đó, bà con mà thấy tôi đốt lửa giờ nào mà nó chạy khói đồ lên dữ trời vậy đó, thì bà con xúm nhau chạy vô đó, thì bà con mới hú hí hí nói nhau. Thì tối đêm đó ông đi vô liền các bạn, khuya đó ông vô liền, ông đấu với ông thầy ở trong, thầy Tư Lam ở trong á. Thì ông đấu cũng dữ dằn lắm nghe. Ông đi vô thí dụ như cái lúc đó ông đi vô là 10 giờ đi, mà đến khoảng 2 giờ sáng 4 tiếng đồng hồ đó các bạn. Ông đấu với ông thầy Tư Lam trọng đó, là ông đấu xong rồi ha, ông đốt lửa này nọ lên ông thắng rồi. Ông đốt lửa này nọ lên bà con thấy khói ủng 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 xúm nhau chạy vô. Rồi cái lúc mà mấy ông đấu pháp mấy ông đâu có kể ra cho nghe. Đó, cái vô hỏi sao thầy, thì cái ông thầy này ông nói ông mệt mỏi lắm, kêu bằng người ông giống như là không còn sức lực vậy đó. Mà người ông cũng có những chỗ thương tích nè, giống như kiểu mà nó bị bầm xanh rồi đau đớn nhất tùm lum hết trơn. Thì ông nói là tôi đánh được rồi. Thì bây giờ bà con á theo tôi nè, vô coi cái nhà ông. Tao nói mở cửa nhà ông vô rồi cái mùi nó kinh khủng lắm các bạn. Mà ở ngoài trước không nghe mùi, bước vô bên trong mới sao à. Chỗ ông luyện bùa luyện thuật nữa, luyện ngải rồi đó. Rồi ta nói âm khí nó ngột ngạt. Rồi ông bắt con quỷ, ông bắt con quỷ cho nhập vô một cái người khác. Hỏi ông thầy đó tên gì ông không nói. Thầy mà ông chị ông thầy Tư Lam á, hỏi ông tên gì ông không nói. Ông cho con quỷ nhập vô, con quỷ nói y gian luôn. Hồi trước á, ông mà ông theo ông đám bằng bình ông bắt tôi. Ông bắt tôi về. Mà ông chị tôi, ông làm tôi sợ. Tôi đâu có dám cãi lời ông. Ông nuôi tôi rồi, rồi bây giờ là ông kêu tôi làm gì tôi làm thấy. Rồi nó con quỷ nó mới kể ra là nó đi nó đuổi ông thầy pháp nào, chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào nó làm nó kể hết trơn luôn. Lúc đó bà con mới biết thì mới hỏi ông là bây giờ thầy Tư Lam ở đâu. Thì ông thầy này nó ông chạy rồi. Cái kiểu mà thầy pháp người ta cũng nhân đức, người ta không muốn giết. Có cái là mấy cái ông thầy mà luyện âm binh mà bị đánh bại này nọ rồi đó, thì đâu có cho ông luyện nữa, phải phá ông, không có cho ông luyện bùa luyện phép nữa, lợi hại người ta. Thì khi mà phá rồi đó, ông còn gì nữa đâu. Mà ông làm ác bao nhiêu chuyện thì cái mặc dù ông trốn thoát ở lúc đó, chứ sau này là cái quả báo của ông dễ gì còn các bạn, dễ gì mà ông còn sống được. Thì sau đó bà con mới được cái ông thầy này chỉ là phải gỡ cái nhà này lên, rồi mấy cái vong quỷ này nọ ông bắt ông đem đi chỗ khác. Âm binh gì đó thì ông thu lợi, thu lợi ông đem đi chỗ khác, ông mang bài chứ không để đó nữa. Thì từ đó về sau là bà con không có thấy cái ông Tư Lam này ông trở lại, mà ông sống chết sao cũng không biết. Nhưng mà đương nhiên người ta nghĩ rồi, ông thầy này mà bị kiểu mà bùa phép, ông luyện âm binh, ông sai khiến này nọ mới biết bao nhiêu năm. Thì bây giờ ông hết bùa phép thì dễ gì cái đám âm binh nó tha cho ông. Đeo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Rồi thì sau đó bà con mới có cái cuộc sống bình thường trở lại. Bởi vậy đôi khi những cái người thầy pháp á, có những người ta cực kỳ tốt, giống như cái ông thầy này nọ, ông tới ông chị này nọ xong đó cần tên tuổi gì đâu, rồi em cũng đi giúp cho bà con thôi. Còn có những thầy pháp hồi trước đó cũng có tên tuổi, cũng vang danh, rồi họ cũng tới đây họ dì bà con, họ chị cái vong quỷ mà họ chị không nổi. Thì đương nhiên người thì cũng có người tốt người xấu các bạn. Câu chuyện của ông Tư Tre, một câu chuyện về cái sự việc xa xưa rất là hay. Bởi vì sao mà Bảo kéo cái dài cái tập nó ra là nó có lý do như thế này nè các bạn. Là bởi vì hồi trước á, khi mà ông Tư ông kể á, thì có nghĩa là khi lớn tuổi rồi, nhớ không có nhiều rõ cái chi tiết rồi kể cho Bảo nghe. Kể cho người Bảo nghe, Bảo thấy đủ một tập rồi đó ông Tư ơi, để con kể trước đi. Đó, rồi Bảo kể. Bảo kể xong rồi thì khi mà cái người mà họ kể chuyện á, các bạn để ý đi. Cái người nào mà họ nhớ những câu chuyện xa xưa họ kể cho các bạn nghe. Mà họ nghe lại á, họ nghe lại các bạn kể á, thì những cái gì mà họ quên á, thì họ sẽ nhớ. Giống như cái lúc đó họ kể họ không nhớ ra những cái đó, mà khi mà họ nghe lại có người khác kể cho họ nghe đó thì họ nhớ. Thì ông Tư đây cũng trường hợp nó hiển nhiên vậy đó các bạn. Cái ông nghe Bảo kể, Bảo kể xong rồi cái ông ơi mày ơi tao Bảo ơi tao ông có nhớ ra cái đoạn này nè. Đó thì khi mà ông Tư cũng kể tiếp vậy, cho nên là nó mới từ tập này nó qua tập kia. Nhưng mà mọi người thông cảm cho Bảo nha. Bảo gặp cái trường hợp này cũng khá là nhiều lần rồi các bạn, cho nên Bảo biết. Rồi câu chuyện đó là kết thúc.